Chào bạn, mình là Cường đây. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất nha. Hôm nay lại kết thúc một ngày làm việc, Cường lại đi về nhà thôi. Và cái công việc YouTuber của Cường thì ngày nào cũng như ngày nấy các bạn. Lên showroom, review xe, bán xe, rồi tranh thủ những cái lúc mà rảnh rỗi như thế này nè, cái quãng đường mà mình đi từ nhà đến công ty hay từ công ty về nhà, Cường cũng đều gọi là tranh thủ tìm những cái chủ đề nào đó, những cái khía cạnh nào đó hay trong cuộc sống hay là liên quan trực tiếp đến chiếc ô tô thì Cường lại chia sẻ cho các bạn. Tranh thủ mọi lúc mọi nơi để làm video luôn. Thì hôm nay có một cái chủ đề này cũng rất là hay, cũng vừa là tiếp thu những cái ý kiến của các bạn comment trên kênh YouTube của Cường và những cái kinh nghiệm mà Cường làm xe Cường biết được thì Cường chia sẻ cho các bạn thôi. Đó là cái câu chuyện cách đây vài bữa Cường có làm một cái video review chiếc xe Ford EcoSport cuối cùng trước khi nó ngừng sản xuất. Thì có rất là nhiều bạn comment hỏi là sao lại ngưng sản xuất, rồi là cũng nhắn tin cho Cường hỏi là ủa ngưng sản xuất là ngưng luôn hay là ngưng một thời gian rồi ra mắt sản phẩm mới rồi lại có trở lại cái phiên bản Ford EcoSport, bởi vì cũng có rất là nhiều khách hàng thích cái dòng xe này các bạn, và cái số lượng xe EcoSport đi trên đường cũng nhiều đó. Thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ một cái câu chuyện, đó là tại sao chiếc xe Ford EcoSport dù nó lại hay như vậy, tại vì Cường trải nghiệm EcoSport thì Cường biết rất là rõ về nó rồi. Các kẻ khẳng định luôn nó là một chiếc xe lái rất là hay. Các bạn có thể xem lại những cái vlog của Cường về chiếc xe Ford EcoSport này. Nhưng mà nó lại ngưng sản xuất thì lý do là vì sao? Thì có thể đặt cái tiêu đề hôm nay là Ford EcoSport lái hay nhưng mà lại ngưng sản xuất, cũng là một cái rất là hay, rất là thú vị để mình cùng tìm hiểu coi nha. Tìm hiểu coi tại sao nó lại như vậy trên cái quãng đường từng đi từ công ty về nhà. Coi coi thì theo các bạn như thế nào. Thì quay trở lại một xíu, thôi mình nói cái phần lý thuyết trước đi để cho các bạn hình dung đi, rồi mình sẽ đi vô thực tế. Cái lý thuyết á là với bất cứ một chiếc xe ô tô nào, khi mà mình cảm nhận nó các bạn, mình cảm nhận nó nha, tức là mình hiểu và cảm nhận và mình nói về nó thì cũng đều chia ra làm hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái xe nó đứng im, tức là những cái gì mà các bạn cảm nhận được chiếc xe khi mà đứng im thì Cường gọi nó sẽ là những cái yếu tố khi mà chiếc xe nó tĩnh, tức là nó đứng im một chỗ, mình cảm nhận nó. Và một cái yếu tố thứ hai nữa là khi cái xe nó chuyển động, tức là khi cái xe nó chuyển động thì mình sẽ cảm nhận được những cái yếu tố gì. Thì nó nôm na nó chỉ đơn giản là hai cái yếu tố như vậy thôi. Thì với những cái dòng xe mà phổ thông như vậy nè, những cái xe mà nói đại loại là tầm dưới 1 tỷ luôn đi, dưới 1 tỷ là phổ thông các bạn, tức là ai cũng có thể mua được á, thì nó sẽ đánh đổi lắm, thường đánh đổi lắm các bạn. Được cái này thì mất cái kia, được cái chai thì mất cái lọ, kiểu nó như vậy á. Đó, thì cái lý thuyết nó là như vậy đó. Thì Ford EcoSport cũng gặp cái tình trạng đó đó các bạn. Nó được cái chai nó mất cái lọ, được cái lọ mất chai á, đường này mất kia. Rồi bây giờ mới quay trở lại một xíu về lịch sử của Ford EcoSport để mình phân tích sâu hơn. Sau này bờ 24 độ mình vẫn lạnh, ngoài trời sẽ 33 độ. Thì với Ford EcoSport lần đầu ra mắt là 2014 các bạn, 2014 ở cái thời điểm đó vô địch luôn các bạn, không có đối thủ nào mà bán lại Ford EcoSport luôn trong cùng phân khúc. Thậm chí hồi đó phân khúc của nó, cái doanh số của nó trên đỉnh nè, doanh số của những đối thủ khác nó dưới đáy, tranh nhau quá khủng khiếp. Và gần như hồi đó là Ford EcoSport là đỉnh cao cho phân khúc luôn các bạn, đỉnh cao. Cũng có thể nói Ford EcoSport là cái mẫu xe mà nó khai phá cho cái dòng mini SUV đô thị các bạn. Thì hồi đó cái doanh số của nó khủng, thì nó là một thời nó đình đám, một thời nó là đỉnh cao, một thời nó là ông vua doanh số, một thời nó là huyền thoại luôn đi, nói kiểu gì cũng được hết á, bởi vì nó là thực tế, nó là như vậy các bạn.
Nhưng mà đến cái năm khoảng 2017 các bạn, bắt đầu từ 2017 á, là cái doanh số Forex Cosmos nó tụt kinh khủng lắm. Nó tụt lắm. Thời kỳ hoàn kim của nó được mấy năm? 24, 25, 26. Đến cứ cho là 4 năm đi, đến hết 27 đi. 4 năm thời kỳ hoàng kim của Ford EcoSport. Sau đó là từ 2017 là bắt đầu nó ra mắt những cái đối thủ, nó ra mắt những cái trong cùng phân khúc này, một cái sự cạnh tranh khốc liệt. Thì lúc đó Ford EcoSport doanh số tụt ảm đạm luôn, bán rất chậm. Cho đến đỉnh điểm bây giờ là mẫu Ford EcoSport bán không, tức là các bạn hình dung là cái dây chuyền sản xuất của Ford EcoSport nó phải ngưng để nó đáp ứng cho cái dòng Ranger và những cái dòng bán chạy hơn. Tức là Ford họ đã đánh đổi, tức là khi mà Ford EcoSport bán không chạy như vậy thì mất công sản xuất Ford EcoSport, thì họ quay qua họ sản xuất mấy kia luôn, bởi vì cái dòng Ranger bây giờ cái nguồn cung cho thị trường lại không đủ. Đó, cho nên là nó cũng gặp những cái nó trùng hợp với nhau, nó tạo lên cái việc là Ford EcoSport ngưng sản xuất. Nhưng mà cái đó là không phải là cái yếu tố quyết định, mà cái yếu tố quyết định là do cái doanh số nó quá thấp của bạn. Thì quay trở lại câu chuyện là nếu tại sao doanh số nó quá thấp như vậy, thì với khi mà 2017 ra mắt những cái đối thủ như vậy, thì những cái đối thủ của họ, những cái đối thủ của chiếc xe này, những cái cảm nhận ở cái phần hồi nãy lý thuyết thường chia làm hai phần, những phần tĩnh và phần động nha. Thì những cái đối thủ của chiếc xe Ford EcoSport này ở cái phần tĩnh họ làm quá tốt đi. Tức là những cái mà khi mà mình một chiếc xe đứng im á, mình cảm nhận á, thì những cái đối thủ của chiếc xe này làm quá tốt, quá tuyệt vời. Nội thất, ngoại thất nhìn rất là bắt mắt, rất là trend. Trong khi đó Ford EcoSport á, thì cái dòng đời sản phẩm của nó bây giờ đến bây giờ là 7 năm. 2014 đến bây giờ 7 năm các bạn. Từ 2014 cho đến 2021, 7 năm trời. Cái platform, cái gầm bệ của chiếc xe này đâu có gì thay đổi đâu các bạn, đâu có gì thay đổi đâu. Nó vẫn vậy, nó chỉ thay đổi một chút về cái cụm đèn, rồi là về cái phần mâm đó, về phần đèn, phần mâm, rồi một số những cái mặt ca lăng. Nói chung là chỉ thay đổi những cái nó rất là nhỏ nhặt thôi, mà nó không ảnh hưởng đến cái phần khung gầm hay là sao đó. Nói chung là thay đổi rất là, nhìn vô là biết ngay là rồi sau đó các bạn, nó không có cái sự lột xác gì đó. Thường trong đời của một sản phẩm thì khoảng 5 năm nào nó sẽ lột xác toàn diện các bạn, tức là nó all new luôn. Nhưng mà Ford EcoSport tuy đã 7 năm rồi nhưng mà vẫn chưa all new. Nó cho nên là với Ford EcoSport, khi mà mình xét ở cái yếu tố là một cái xe đứng im để mà khách hàng họ cảm nhận, thì chiếc xe Ford EcoSport gần như là thua thiệt so với lại các đối thủ. Và một điều trớ trêu á là với khách hàng mua Ford EcoSport lại là những khách hàng lần đầu mua xe các bạn. Các bạn, nếu mà các bạn đang có nhu cầu mua ô tô á, các bạn sẽ hiểu rất rõ là cái Cường sắp nói là như thế nào. Với tâm lý khách hàng lần đầu mua ô tô, mua một chiếc xe lần đầu thì chắc chắn là chưa sở hữu chiếc xe nào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không phải ai cũng có những cái điều kiện, những cái mà ví dụ như lái thử hay là mượn xe của bạn bè đi chơi các thứ để mình cảm nhận cái xe nó như thế nào á. Tức là không phải ai cũng có cái điều kiện đó các bạn. Và cái điều kiện quan trọng nhất là người lần đầu mua xe lại không có kinh nghiệm sử dụng xe nữa. Cho nên là khi mà mình mua cái xe lần đầu như vậy á, trong cùng cái tầm tài chính mà mình chuẩn bị á, thì khi mà mình lên showroom nè, mình lên showroom mình xem xe này, thì hầu hết những cái mà mình cảm nhận được thì là chỉ khi chiếc xe nó đứng im thôi. Cho dù các bạn lái thử luôn, các bạn lái thử trong cái khuôn khổ nó ngắn, các bạn cũng không có cảm nhận được nhiều đâu. Mình nói thiệt, thậm chí một chiếc xe ô tô để các bạn hiểu được nó phải tầm 3-4.000 km các bạn mới hiểu được nó như thế nào nha. Chứ còn lái thử thậm chí quăng một chiếc xe nhỏ như Kia Morning, các bạn lái lần đầu các bạn cũng thấy nó ngon. Tại vì lần đầu các bạn lái mà, các bạn có so sánh được cái gì đâu, các bạn có so sánh được chiếc xe đó với chiếc xe nào đâu. Lần đầu lái ngoài thì thậm chí quăng cái xe nào các bạn cũng cảm thấy nó ngon đó. Cái lần đầu mà các bạn, lần đầu thì cho dù lái cái xe nào thì nó cũng ngon.
Đó thì đó, cái đó gần như là các bạn chỉ cảm nhận được cái khi mà chiếc xe nó đứng im thôi. Cho nên là với cái tiêu chí đó, tức là mình đã định được là mình mua một chiếc xe bao nhiêu tiền nè, rồi mình lên showroom mình xem xe nè, thì lúc đó mình thấy chiếc xe nào đẹp, bắt mắt, trẻ trung sang trọng, hào nhoáng, lãng mạn là mình dứt thôi. Chứ mình không cần biết là nó lái hay hay là nó sử dụng sau đó như thế nào nữa, mà chỉ cần là đẹp, ok, nhìn bắt mắt, trẻ trung, đúng với lại cái gu của mình đó hả, là mình dứt nó thôi. Mình không có cần phải suy nghĩ là à, cái xe nó lái như thế nào, tại vì mình lần đầu tiên mình mua xe mình biết gì đâu, mình không quan tâm đến cái cảm giác lái gì đâu các bạn. Đó, cho nên là cái yếu tố mà quyết định mình mua chiếc xe nào ở cái lần đầu mua xe thì nó lại nằm ở cái phần là à, cái xe nó đứng im, tức là những cái cảm nhận được khi mà cái xe nó đứng im. Thì Ford EcoSport lại không có các bạn, bởi vì ngoại thất của chiếc xe Ford EcoSport bây giờ không còn trend, không còn bắt mắt nữa. Nó không, đối thủ của nó làm rất là bắt mắt, làm rất là trẻ trung, rất là năng động, nhưng Ford EcoSport nó lại theo một cái phong cách nó điềm đạm, nó hiền quá đi, nó trung tính quá đi, nó đầm quá đi. Và nội thất cũng vậy, nội thất của Ford EcoSport nó làm theo kiểu thực dụng quá, tức là những cái gì cần thì có, còn những cái nét để mà tạo nên cái vẻ hào nhoáng sang trọng thì lại không có luôn các bạn. Đó, nó kiểu vậy á. Cho nên là khi mà chiếc xe Ford EcoSport đứng im, nó không có lăn bánh, thì gần như là khách hàng lại không thích cái chiếc xe này các bạn, không thích chiếc xe này. Cho nên là cái yếu tố mà để quyết định mua xe nó lại nằm ở cái phần là đứng im, thì những đối thủ của nó lại làm rất tốt, cho nên là bán không được, bán không được. Người ta vô chưa cần biết lái như thế nào, tại vì người ta cũng chả cần quan tâm là lái như thế nào nữa các bạn. Đó, cho nên là nó nghịch cảnh vậy các bạn, nó nghịch lý lắm. Cho nên là cứ như vậy theo thời gian mà gặp Ford lại không chịu cải tiến nữa, không chịu all new đi nữa, tại vì không biết hiểu vì lý do gì đó. Cho nên là càng ngày Ford EcoSport lại càng ế ẩm. Tình trạng đó kéo dài trong suốt 2 đến 3 năm nay, càng ngày càng gia tăng. Cho nên là khai tử, lý do khai tử là bán không được, bán ế, khai tử rồi xong. Mà lý do khai tử thì Cường vừa mới chia sẻ các bạn này đó, tâm lý khách hàng mua xe lần đầu nó là như vậy đó. Thì nếu mà nói như vậy thì mình chê chiếc xe Ford EcoSport, chiếc xe mình đang chạy đi sao, cũng không có đúng các bạn, không có đúng. Tại vì công nhận là khi mà một chiếc xe đứng im tại chỗ, mình cảm nhận thì chiếc xe Ford EcoSport đúng là nó thua thiệt hơn so với lại các đối thủ của nó. Nó thua thiệt hơn rất là nhiều. Nó không có còn bắt mắt, không có còn là tạo được một cái sự thu hút cho người mua. Nhưng nếu mà xét đến cái yếu tố thứ hai là những thứ mà mình cảm nhận được khi mà cái xe nó lăn bánh, nó chuyển động, thì gần như là trong phân khúc Cường lái hết trong phân khúc mà chưa có chiếc xe nào qua được chiếc xe này các bạn, chưa có chiếc xe nào qua được chiếc xe này luôn. Mình hứa danh dự các bạn luôn, mình hứa luôn á, này là uy tín luôn á. Nếu không tin bây giờ cứ sắp hết tất cả cái xe mà trong cái phân khúc, trong cái tầm giá này nè ra chạy với nhau, nhưng mà đừng có chạy vài chục km nha, nó không chơi nha. Chạy 1000 km đi, các bạn sẽ thấy thằng nào ăn thằng nào. Bởi vì nếu mà Cường so sánh từng đối thủ với nhau, cái này không phải Cường chê bất cứ một cái hãng nào khác, hay là Cường bán xe Ford Cường chê hãng khác, nhưng mà được cái này thì mất cái kia đó bạn, được cái lọ thì mất cái chai, cái đó mình phải chấp nhận. Ford EcoSport mình đã chấp nhận là mình không được cái ngoại hình, không được cái động cơ ấy, không được cái nội thất, thì mình được cái khác, đó là được cái cảm nhận khi mà cái xe nó lăn bánh. Thì đối với chiếc xe Ford EcoSport, một cái xe nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác lái, một cái cảm giác khi mà mình chạy trên đường nó rất là hay luôn các bạn. Từ cái phần khung gầm, hệ thống treo của nó làm rất là chắc, và mình chạy mình không có cảm giác đây là một chiếc xe phân khúc hạng B, một chiếc xe nhỏ đâu, mà cái gầm bệ của nó làm cho mình một cảm giác trải nghiệm rất là hay, thậm chí nó còn chắc chắn hơn cả những cái phân khúc hạng C, phân khúc cao hơn nó luôn các bạn. Đó, rồi là
động cơ của chiếc xe này, nó nếu mà có bản 1.0 này thì cái đó là cái động cơ EcoBoost, mà cái động cơ này nó cho cái torque sớm, cái moment xoắn sớm chạy rất là hay, rất là thú vị, hộp số nó cũng rất là mượt mà. Cách âm thì thôi rồi, cách âm là đỉnh cao trong phân khúc luôn. Cách âm á hả, 60 mình đo 66 decibel ở vận tốc 100 km/h, cách âm rất tốt luôn, cách âm rất tốt luôn các bạn. Thậm chí cách âm tốt hơn cả những cái phân khúc cao hơn nó, ví dụ như là cách âm còn tốt hơn cả những chiếc như là Mazda CX-5 hay là Honda CR-V luôn các bạn thấy không? Rồi cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó cũng rất là tốt, rồi là cái hệ thống treo của nó rất là cân bằng, rồi là một cái ngoại hình nhỏ gọn, gầm cao, chạy xe nó cũng thoải mái, nó cũng yên tâm nữa. Rồi là những cái công nghệ an toàn của nó rất là nhiều. Ví dụ trong cùng phân khúc này duy nhất của nó là chỉ có nó là 7 túi khí thôi các bạn. Còn mấy chiếc xe kia cùng lắm là 6 túi rồi. Rồi là những cái công nghệ hỗ trợ khởi hành ngang dốc, bỏ cứng phanh. Nói chung là mấy cái đó có hết, đầy đủ hết, không thiếu gì hết á. Quá trời luôn các bạn. Nên chạy rất là tự tin, rất là an tâm. Ví dụ như so sánh nó một xíu về những cái phân khúc trong cùng phân khúc, ví dụ như là Kia Seltos đi. Kia Seltos các bạn thấy ngoại hình đẹp không? Đẹp, công nhận cũng thấy đẹp. Nội thất cũng rất là đẹp luôn, nội thất đẹp. Làm rất là cảm giác nó rất là sang các bạn. Nhưng mà chạy nó ồn. Chạy nó ồn. Với lại cái hệ thống treo của nó không có được như cái dòng Ford này. Cái hệ thống treo của nó làm chạy Ford EcoSport, cái cảm giác treo của nó mình cảm giác rất là nịnh nọt người dùng đó các bạn. Ví dụ như xe tốt thì nó có vẻ nó hơi kiểu như nó không được khít đó các bạn. Hoặc là những cái độ hoàn thiện những chiếc xe á, các bạn chạy một thời gian xong các bạn, cái này các bạn một thời gian các bạn mới thấy, tức là những cái khít á, làm hoàn thiện những cái chi tiết ở Ford họ làm cũng rất là chuẩn. Ví dụ như những cái dòng xe mà xe Nhật hay xe Hàn chạy một thời gian nó hay bị rơ các bạn, rất là khó chịu ha. Rồi công nhận là ví dụ như là thằng Hyundai Kona máy nó rất là bốc, rất là đầm, chạy rất là giọt luôn. Nhưng mà Hyundai Kona thì cũng bị cái tình trạng như là Kia Seltos đó là bị ồn. Rồi là cái hệ thống treo của nó thì cảm giác nó yếu, chạy nó không có được đầm. Còn với cái Ford EcoSport này nó cân bằng rất là nhiều yếu tố nha. Ví dụ như cái động cơ của nó thì nó không mạnh bằng hai thằng kia đâu, nhưng mà với một cái torque sớm 170 Nm đến tại giải vòng tua 1500 vòng, tức là nó vừa đủ, nó đáp ứng cho mình, nó không quá mạnh, nó không quá yếu, nhưng mà nó vừa đủ để nó làm cho mình một cái cảm giác thoải mái khi mà chạy xe trên đường, và một cái cảm giác như là mình tự tin. Nó vừa đủ thôi, chứ nó không quá mạnh như hai thằng kia, nhưng mà nó bù lại là cách âm tốt, hệ thống cân bằng tốt, rồi là khung gầm chắc chắn, chạy nó thoải mái, tức là mình chạy mình cảm giác thoải mái. Còn các bạn chạy một chiếc xe mà nó ồn, các bạn cứ chạy liên tục như vậy nó ồn, nó mệt người lắm các bạn. Rồi là cái hệ thống treo mà nó làm không có tốt, xe nó bị lắc lư hay là qua những cái gờ mà nó dội lên quá nhiều á, thì mình cũng cảm giác là nó mệt đó, kiểu như vậy. Rồi đó, thì một vài cái ví dụ để mình so sánh như vậy thôi. Tức là cái Cường muốn nói ở đây là các bạn đánh đổi, các bạn buộc phải đánh đổi, còn quan trọng là các bạn đánh đổi cái gì thôi. Ví dụ như bây giờ cái xe trong cùng phân khúc này, nhà sản xuất nó cho chỉ tiêu là sản xuất chiếc xe đó ra chỉ là 700 triệu, mình nói ví dụ nha, chỉ là 700 triệu thôi. Thì bây giờ cái 700 triệu người ta phân bổ cho cái phần ngoại thất và nội thất quá nhiều đi, thì về cái phần cách âm mời là hệ thống treo, vật liệu làm hệ thống treo là giảm chấn, thì người ta phải cắt giảm lại, thì thành ra là được cái kia thì mất cái này, rồi là được cái chai mất cái lọ. Tức là còn ví dụ như Ford EcoSport thì người ta đã đổ vô quá nhiều cho cái phần công nghệ động cơ, cách âm, rồi là những vật liệu của cái hệ thống treo, giảm chấn. Thì khi mà người ta đổ quá nhiều vô như vậy thì buộc người ta phải cắt giảm những cái phần như là nội thất nè, làm sao cho nó vừa đủ thôi, tinh giản, làm sao để tiết kiệm cái chi phí. Rồi là ngoại thất thì không có rườm rà, không có màu mè, không có quá nhiều là chrome để mà trang trí, đó kiểu như vậy các bạn phải đánh đổi. Nhưng mà gặp một cái trở trêu là cái việc đánh đổi của những người khách hàng mua xe hàng đầu
những người khách hàng mua xe lần đầu thì người ta lại thường là người ta chọn cái ngoại thất, nội thất làm sao nhìn cho nó bắt mắt, cho nó trẻ trung, cho nó năng động, cho nó trend. À, thì gặp cái phân khúc đó mà Ford lại không thay đổi, rồi xong ráp lại với nhau. Phân khúc này thì buộc phải đánh đổi, mà ở cái phân khúc khách hàng này thì lại khách hàng lại đánh đổi cái kia, mà cái kia thì Ford EcoSport lại không có, thì cuối cùng Ford EcoSport bán không được các bạn. Đó, nó kiểu như vậy. Còn có những khách hàng á, người ta mua xe, tức là người ta đi nhiều dòng xe rồi các bạn. Người ta, nếu mà các bạn biết người ta đã đi nhiều dòng xe thì cái xe thứ hai họ mua nó khác nhiều so với lại cái xe lần đầu đó các bạn. Cái xe lần đầu thì mua thì họ có thể là chả quan tâm đến cái cảm giác lái, chả quan tâm đến cái cảm giác vận hành khi đi đường dài như thế nào. Người ta chỉ quan tâm đến cái phần, nói chung là những cái phần mà cái xe đứng im các bạn có thể cảm nhận đó. Còn ở cái lần đầu mua xe, lần thứ hai mua xe thì bắt đầu khác nha. Lần thứ hai họ mua xe, họ lại quan tâm đến những cái mà nó lại mang lại cho mình cái cảm giác phục vụ cho người lái. Cái này cũng rất là quan trọng rồi các bạn. Ở lần thứ hai mua xe thì thường người ta sẽ tìm một chiếc xe nào một cái khả năng vận hành tốt, êm ái, một cái khả năng mà khi mà đi đường dài cả mấy trăm km liên tục mà chiếc xe đó vẫn tạo cho mình một cái cảm giác thoải mái khi mà mình đi xe trên đường. Thì lúc này họ lại tìm kiếm những cái dòng sản phẩm trong cái phân khúc đó, nhưng mà họ lại đánh đổi, người ta chọn cái phần là cảm giác lái, chứ người ta không chọn về cái ngoại thất và nội thất. Ngoại thất và nội thất là cái yếu tố thứ hai, có cũng được mà không có cũng chả sao, tức là sang trọng cũng được nhưng mà không sang trọng lắm, vừa đủ xài thì nó cũng chả sao đó. Ví dụ như Cường gặp rất là nhiều khách hàng nè, Cường gặp rất là nhiều khách hàng các bạn, cái này Cường không có chê một cái hãng khác nha, Cường không có chê cái hãng khác, tức là ví dụ như với cái dòng 7 chỗ á, bên Cường là Ford Everest á, thì có rất nhiều khách hàng người ta đổi từ cái dòng gì lên các bạn biết không, nhiều nhất á, nếu Cường đang nói ở đây là đổi dòng nha, có rất là nhiều khách hàng bên Cường khi mà người ta đã đi Santa Fe nè hay là Fortuner nè, họ đổi lên Ford Everest các bạn. Tức là trong cái đó tạm gọi là trong cùng cái tầm giá đi, tại vì Fortuner thì trong cùng phân khúc luôn, trong cùng tầm giá luôn, nhưng mà Santa Fe thì là trong cùng tầm giá nhưng mà không trong cùng phân khúc, thì họ đổi lên hai cái dòng này họ đổi lên Ford Everest. Bởi vì là có những khách hàng người ta chia sẻ gần là do người ta đi nhiều các bạn, người ta đi nhiều thường người ta sẽ chọn một cái dòng gầm nó cao, crossover hoặc là SUV thật cục luôn. Thì khi mà người ta đi nhiều, người ta cảm giác hai cái dòng đó đi nó mệt, đi nó ồn, nó mệt các bạn, nó ù. Cái âm thanh rất là quan trọng nha, cái độ ồn đó. Nếu mà các bạn chạy vài trăm km liên tục mà cái tai của bạn lúc nào nó cũng ù, lúc nào nó cũng ồn á, cái màng nhĩ của bạn lúc nào nó cũng trong cái tình trạng là dao động cao, rất là mệt luôn. Cho dù ngồi rất là thoải mái nhưng mà cứ bị ù nhiều, mệt lắm á. Đến nơi là nhức đầu, không có thoải mái đó. Thì người ta lại chọn đổi lên dòng Everest, bởi vì Everest nó cách âm rất là tốt, từ cách âm gầm, động cơ, máy móc, nói chung là mọi thứ cách âm Ford Everest rất là đỉnh luôn các bạn. Các bạn thấy không, với những khách hàng họ mua xe lần thứ hai hoặc là họ đã có cái kinh nghiệm sử dụng xe thì họ lại chọn, họ lại đánh đổi cái phần khác, đó là về phần khi chiếc xe đang chuyển động. Còn ví dụ như đối với lại Santa Fe đi, ngoại thất của nó rất là đẹp các bạn, ngoại thất công nhận rất là đẹp, nội thất option xe Hàn thì miên man đó, nhưng mà họ vẫn chọn, họ đánh đổi. Thì nó là một cái ví dụ để mình thường chia sẻ các bạn như vậy thôi, để các bạn hiểu được là khách hàng mua xe như thế nào. Ok, nói đến đây thì các bạn hiểu chưa, các bạn đã hình dung được là tại sao Ford EcoSport bị khai tử chưa. Dù nó là một chiếc xe khi nó chuyển động cái cảm giác man lại nó rất là ok, nhưng mà nó vẫn không có người mua là lý do vì vậy các bạn. Hay là đó, thì lý do là như vậy đó. Các bạn hãy hình dung cái câu chuyện thực tế, mình hãy chấp nhận cái thực tế này, tức là nhiều khi một chiếc xe lái hay chưa chắc đã bán được nhiều, hay là một chiếc xe tuy lái dở nhưng mà lại bán được nhiều.
cái này các bạn gặp rất là nhiều nha, các bạn cứ thử hình dung đi. Ví dụ như là virus đi, có ai kêu virus lãi hay không? Chưa bao giờ virus là lãi hay các bạn, cho dù nó là đời 2020, 2021 luôn, mình sổ chấp nó luôn, trong cùng cái tầm phân khúc đó cường có thể lựa nhiều chiếc xe lãi hay hơn virus, nhưng mà virus mẹ nó vẫn bán địch cao trong phân khúc của bạn, thế nó lạ. Tại sao? Tại sao? Tại vì người ta cần cái khác. Hay là ví dụ như là các bạn để những cái dòng Subaru á, những cái dòng Subaru trước đây nhập từ Nhật về lái cực kỳ hay luôn, lái cực hay luôn, nhưng mà ta vẫn là không mua, vẫn bán ế ẩm, vẫn bán ế ẩm các bạn. Còn sau này Subaru nhập Thái lái cũng hay đó, nhưng mà không bằng Nhật thôi, không bằng Subaru nhập Nhật thôi, nhưng mà lái vẫn hay, nhưng mà vẫn ít người mua nó, cái thị phần cũng rất là thấp đó. Các bạn thấy những cái câu chuyện trong trong cái thực tế nó là như vậy các bạn, để các bạn hình dung nó là như thế nào. Thì Cường chia sẻ một vài cái như vậy để cho các bạn hình dung cái câu chuyện nó ra sao, để các bạn biết đâu hy vọng sẽ giúp ích, gửi gắm cho đến cho các bạn một số cái kinh nghiệm khi mà mình sử dụng xe trong quá trình sử dụng thực tế nó như thế nào. Cho nên là khi Cường mua Ford EcoSport hả, cái lý do không phải là Cường bán xe Ford Cường mua Ford đâu, tại vì mình mua xe khác thì hoàn toàn vẫn không vấn đề gì các bạn, chả ảnh hưởng gì. Thậm chí trong hệ thống ô tô Sài Gòn của Cường, Sài Gòn ô tô của Cường có VinFast, có Mitsu, có Hyundai đầy đủ các bạn, nói chung là không thiếu gì đó. Có cả MG, có cả Nissan nữa, trong hệ thống luôn nha. Tức là các bạn mình mua xe ở đâu cũng được hỗ trợ, đó là ưu đãi rất là tốt đó. Nhưng mà Cường vẫn chọn Ford, bởi vì trong cái phân khúc này Cường đã lái thử rất nhiều rồi. Nói chung là không phải lái thử nó, mình trải nghiệm á, mình chứ lái thử nhiều khi cũng chả mang đến cho mình được một cái gì đó đó. Tại vì phải đủ tiếp xúc đủ nhiều thì mình mới thấy được là cái xe nào lái hay, xe nào lái dở, chứ lái thử một vài vòng nó cũng chả ăn thua. Và khi Cường quyết định mua Ford EcoSport thì đúng y như rằng chạy đến bây giờ vẫn chưa chán các bạn. Tức là mình cảm thấy à, cái số tiền mình bỏ ra nó xứng đáng. Mình cảm thấy là mình quyết định rất là ok. Và trong quá trình mình sử dụng bây giờ đã hơn 5.000 cây rồi, đi tour cũng nhiều rồi, là một tour Sài Gòn Đà Lạt rồi, một tour Sài Gòn Nha Trang Đà Lạt luôn, chạy cũng rất là nhiều rồi. Cảm thấy vẫn rất là hài lòng, mọi thứ nó mang lại, nó cân bằng cho mình rất là nhiều yếu tố về cái mặt là khi chiếc xe nó lăn bánh đó. Còn về ngoại hình, ngoại thất á, thì thực sự mà nói hả, Cường nha, Cường vô Ford, Cường chưa bao giờ Cường nghĩ Cường mua cái xe này đâu, chưa bao giờ luôn. Tại vì nhìn cái ngoại thất của nó, công nhận là nó không có được. Mình nhìn ban đầu mình cũng cảm thấy không có thích các bạn, mình không có thích cái ngoại thất của chiếc xe này. Nội thất thì mình thích đó, nội thất thì ok, nó đúng là cái gu của mình đó các bạn. Màu đen rồi là làm mọi thứ nó rất là thực dụng, nó rất là tiện các bạn, nó đúng cái gu của mình, mình cảm thấy nó rất là ok. Nhưng mà về ngoại thất thì công nhận là nó không có được bắt mắt và không được trong, không được thích cho lắm đó, kiểu như vậy đó. Nhưng mà khi quyết định mua thì mình vẫn phải chấp nhận, mình đánh đổi đó, đúng như câu chuyện ban đầu, đánh đổi. Trong tầm giá này thì làm gì mà có cái gì toàn diện, trong cái tầm giá 600-700 triệu làm gì có cái xe nào mà nó hoàn hảo cho các bạn đâu, cho nên nó buộc phải đánh đổi. Và khi mà mình mua về mình đã đánh đổi, thì khi mà mình mua về mình cảm thấy vẫn rất là hài lòng các bạn, vẫn rất là hài lòng. Bởi vì khi các bạn mua về, xe của bạn mua, các bạn bỏ tiền ra các bạn mua rồi nha, các bạn nhìn hoài các bạn thấy nó đẹp các bạn nhìn hoài các bạn thấy nó đẹp à? Ví dụ lúc đầu ngoại thất nó xấu hay đẹp, nhưng mà các bạn nhìn hoài các bạn thấy à, nó quen thuộc, nó đẹp à? Nhưng mà về cái cảm giác lái ấy, thì làm sao mà quen thuộc, làm sao mà thấy nó đẹp được khi mà nó đã dở.
Tức là khi mà cái mà ngoại thất nội thất mình nhìn riết mình cảm thấy nó quen thuộc, mình lại à được, không sao, không vấn đề gì hết đó. Nhưng mà về ví dụ như là cách âm dở đi ồn thì làm sao mà nghe riết nó hết ồn được, đâu có, nghe riết nó càng ngày càng ồn chứ. Một chiếc xe thì chạy phải càng ngày càng ồn chứ làm sao mà chạy càng ngày càng cách âm càng tốt, đúng không các bạn? Hoặc là máy móc động cơ cũng vậy, chạy càng ngày nó phải càng xuống cấp chứ. Thì cái đó thì các bạn làm sao mà các bạn cảm nhận được, đúng không? Làm sao mà các bạn càng ngày càng im ru nó được, càng ngày càng đi xuống nhé. Đó, cho nên là về ngoại thất nội thất thì thấy càng ngày bình thường. Nhưng mà về cảm giác thì chạy một thời gian thì cảm thấy làm sao mà mình có thể chấp nhận được một chiếc xe lái thử, lái dở mà mình cảm nhận cho nó tốt lên được. Khi mà nó đã lái dở rồi thì các bạn chạy các bạn chỉ càng cảm thấy ức chế thôi. Tức là càng chạy thì mình sẽ càng cảm thấy là à, đi cái xe nó mệt mỏi, đi cái xe nó không có được thoải mái, nó không có được vui vẻ trên những cái chuyến đi. Và mình càng chạy thì mình càng cảm thấy là nó mệt các bạn, càng cảm thấy nó chán. Chứ ví dụ như bây giờ các bạn đánh đổi, các bạn chọn những cái đẹp về ngoại thất, nội thất, tức là những cái cảm nhận khi cái xe đứng im, nhưng mà cái lái nó dở thì các bạn mua xe về thì chắc chắn là các bạn chạy một thời gian các bạn sẽ bị chán, càng chạy càng chán. Nhưng mà các bạn đánh đổi, các bạn chọn là à, mình chấp nhận là cái ngoại thất, nội thất của nó không có được bằng các đối thủ khác, nhưng mà bù lại cho mình được một cái cảm giác lái hay. Và cái cảm giác lái nó mang lại cho mình tốt đó. Mình càng chạy mình càng cảm thấy à, cái xe này nó đáp ứng cho mình tốt và mình cảm thấy thoải mái, thì mình càng chạy mình lại càng thích các bạn. Đó, nó nghịch lý như vậy các bạn, nhưng mà nó diễn ra thực tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và đặc biệt đối với những khách hàng lần đầu tiên đi mua xe. Thì cái bài chia sẻ hôm nay của Cường thì Cường thèm thấy nó như vậy, nó rất là sâu và rất là chi tiết rồi đó. Thì có cái gì hay thì Cường sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn trong những cái vlog tiếp theo. Thì cái vlog của Cường và chiếc xe Ford EcoSport này rất là nhiều trong cuộc sống thôi. Có cái gì hay thì Cường sẽ hàng ngày đi làm từ nhà đến trường, từ trường về nhà thì Cường sẽ đều chia sẻ cho các bạn, để cho các bạn hình dung, để cho các bạn có thêm những cái kinh nghiệm trong cái việc là chọn mua ô tô hay là về những cái trải nghiệm về chiếc xe ô tô ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề về ô tô nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube để ủng hộ Cường và xem thêm nhiều video thú vị về các chủ đề ô tô và đặc biệt là xe Ford EcoSport. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.